Chào các bác đã quay trở lại với kênh nhà em ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì kênh nhà em thì xin được giới thiệu qua các bác cái mẫu bơm Satale Japan của Nhật Bản đây. Đây em quay rõ cho các bác xem nhé. Đây hãng nhà em đây. Hãng này bây giờ thì bán rất chia chạy trên thị trường các bác, bởi vì chất lượng rất chi là ok. Đây là qua những cái khách hàng sử dụng nên là phản hồi lại, nên em sẽ tập trung phổ biến đến các bác cái dòng sản phẩm này. Sẽ muốn đưa dòng sản phẩm này ra thị trường nhiều hơn, còn những cái dòng khác ấy, thì chất lượng không được các bác ạ. Có thể vài bữa là han rỉ rồi. Đây em xin được giới thiệu qua nhé. Thiết kế nhỏ gọn như này, hai ống xa lanh, sản xuất bằng cái thép chất lượng cao các bác ạ, sơn tĩnh điện để chống han rỉ, và bốn cái chân này thì được gắn bởi bốn cái miếng cao su cao cấp để chống chân trượt khi các bác bơm ấy, không bị xê dịch, và có đồng hồ để đo áp suất đây để phù hợp với từng phương tiện của các bác sử dụng. Cái vòi này thì các bác có thể bơm được, đấy cái bên trên này thì các bác bơm xe máy và ô tô trọng tải nhỏ nhá, bơm máy cày các kiểu. Nhưng các bác bây giờ thì cuộc sống bây giờ đa phần là nhà bác nào cũng phải có vài đôi ba phương tiện rồi. Còn cái bên dưới này thì các bác bơm xe đạp. Ba cái vòi nhỏ phụ này các bác có thể bơm bóng, bơm phao bơi và bể bơi mini nhỏ cho các cháu. Tiện lợi lắm luôn các bác ạ. Bởi vậy nên em rất muốn phổ biến đến nhiều bác để biết, bác nào mà gia đình mình mà chưa có cái sản phẩm này thì các bác có thể nhấc máy inbox cho em luôn qua cái số điện thoại 0972045891, Zalo cũng vậy bác nhé. Thì em sẽ tư vấn kỹ hơn một chút. Và màu thì có 3 màu các bác ạ, màu đen, màu xanh và màu vàng, nhưng mà đa phần nhà em là màu đen, màu xanh, màu vàng thì ít hơn các bác ạ. Thì với cái dòng sản phẩm tiện lợi như vậy thì các bác có thể mua để sử dụng cho gia đình mình này, hoặc là bác nào mà mở doanh nghiệp để kinh doanh ấy, các bác có thể sắm 1-2 chiếc để cho công nhân mình phòng khi, để những cái lúc mà xe mà hết hơi ấy. Đấy cũng là một cái phúc lợi dành cho công nhân, quan tâm đến đời sống công nhân nên là rất chi là được lòng công nhân luôn các bác. Đó, cái dòng sản phẩm này thì em cũng giới thiệu qua vậy, sử dụng đơn giản lắm các bác. Bởi vậy nên cả cháu nhỏ cho đến các cụ già đều sử dụng được nhá các bác nhá. Em xin giới thiệu cách sử dụng đây. Bình thường sẽ như thế này, các bác chỉ cần gạt cái nút bên cạnh sườn này ra và ấy, và nó sẽ nảy lên như vậy. Các bác lắp cái vòi vào cái phương tiện của mình rồi lấy hơi thôi các bác. Em sẽ ấn thử các bác. Đó, hơi ra cực khỏe, cực mạnh, nên là bơm xe rất nhanh luôn. Thì em cũng xin được giới thiệu qua vậy. Các bác nào mà có nhu cầu ấy, thì nhấc máy lên inbox với em. Video nhà em ngày hôm nay thì em cũng xin được khép lại tại đây. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Nhà em đang bán với giá trên thị trường 320.000, miễn phí ship toàn quốc của các bác nhé. Các bác nhận hàng thì vui lòng kiểm tra hàng đúng như video nhà em thì sẽ test thử ok thì nhận và thanh toán giúp em. Em xin cảm ơn, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhé.